Chào mọi người. Hôm nay mình clip này mình dẫn mọi người đi tham quan cái đền thờ của bác nha, tại tỉnh Trà Vinh nha. Đây phía sau lưng mình là cổng này. Đó. Đây là cổng vào. Đó. Đây vô mọi người vô là thoải mái tự do nha, không có ổ vệ gì hết. Mình mới chạy nghía xong. Mình mới chạy lại thì thấy không có ổ vệ hết trơn. Đó, giờ mình chạy ra đây mình quay cái cổng ngoài cho mọi người xem, rồi mình đi vô trong. Ở trong có nhiều cán bộ quá. Mình vô coi cho khúc nào nhiều cán bộ mình không nói chuyện được nha. Đó. Đó, bây giờ mình vô trong ha. Giờ mình vô trong rồi nè mọi người. Đó. Đường trong này khá là mát mẻ luôn. Còn cây cổ thụ cũng lớn không. Đó. Này, cây gì không biết mà rụng lá hết trơn. Tưởng nó cây đẹp chứ. Đây, đây là cây còng. Rồi. Công viên còng kìa. Nãy mình vừa vô tính quay luôn rồi mà có nhiều cán bộ vô thăm đền thờ bác quá trời, mình không quay. Tại mấy cán bộ vô trong kia hết rồi. Đó. Giờ mình quay từ từ vô. Đó. Đây khu nguyên vườn bông. Đó. Khu trong này cũng rộng lắm mọi người. Trồng khá là nhiều bông luôn á. Bên kia có cái hồ hồ sen. Hồ sen. Phía bên kia có chiếc trực thăng kìa, chút xíu mình qua đó mình quay cho mọi người xem ha. Đó, giờ mình qua cái hồ cá trước đi. Đó. Giữa hồ có cái cây đa nữa nè. Đó, nhìn cây đa. Biển hồ này cũng rộng vậy mà có cá nè, còn cá phi không, giờ nắng quá không thấy rõ. Giờ mấy cán bộ nó trong kia thắp nhang chào bác hết rồi. Giờ mình đi ngoài này, mình quay ngoài này đi. Tính quay mấy cán bộ luôn rồi mà ngại quá, không có quay mấy cán bộ được, sợ người ta không cho. Thôi mình quay cảnh ở ngoài thôi. Đây cũng mình cũng lần đầu mình tới đây mà sao cái vắng quá trời, không thấy ai hết. Tưởng đâu chỗ này đông lắm chứ. Quay xem cho mọi người, cho ai chưa tới đây á, quay xem cho biết. Đây là đền thờ bác tại Trà Vinh. Tuy mình ở Trà Vinh nhưng mà cũng lần đầu mình mới tới đây à. Nào giờ mình có còn cũng nghe nói rồi nhưng mà mình chưa tới đây chơi được nào. Đây buổi chiều rồi có học sinh rồi, nó vô đây nhiều. Vô đây khá là mát mẻ luôn. Còn cây cổ thụ cây lớn lớn không à. Cây còng rồi đó. Có nhiều cây mình không biết tên nữa. Mà người ta cũng không có để cái tên cây nữa. Trộn cái sung bự ra không? Đó đây là cái sung nha mọi người. Đó, bự ra chưa? Đây là nguyên hàng cao. Bự. Đúng cao luôn. Đây. Giờ mình qua bên chiếc trực thăng bên kia. Đó, mọi người chưa thấy chiếc trực thăng chưa? Lần đầu tiên mình lại gần chiếc trực thăng vậy luôn trời. Nào giờ thấy trực thăng nhiều mà chưa bao giờ mà được đứng gần nó vậy luôn á. Bên đây có khẩu súng nè. Cái khẩu súng bự luôn. Nó không biết súng gì nữa. Đây có như có để nè. Có để tên. Khẩu pháo 105 ly. To đùng, khẩu pháo siêu to khổng lồ. Đây chiếc trực thăng nữa nè. Không giờ nghía chiếc thăng trước đi. Đó, trụ cánh quạt nó dài, má ơi. Cái cánh quạt này chắc cỡ chiều dài của nó chắc 30 mét đó mà. Đó, cái cửa lên nè. Đã khóa là tiêu rồi.
chắc thăng này hồi xưa của Mỹ để lại. Đây chiếc xe rip nữa nè. Rồi ơi. Xét hết trơn. Ở cái bánh xe cũng xẹp hết trơn. Jeep chính quyền cách mạng sử dụng, tiếp quản Vinh tỉnh trưởng Vĩnh Bình Trà Vinh 30/4/1975. Trời cái này như cái đầu đạn hả gì mọi người, bự mà nó nhọn ha. Cái này mình này nghĩ giống đầu đạn, không biết phải không, mình không biết. Đây cái gì đây, cái lu hay cái gì đó. Đây bự. Cái lu bự á đó. Thấy người ta làm ta rào lại tiêu rồi, thấy người ta để cho vô trèo đánh thử ha. Trời ơi biết cảm giác ngồi chiếc xe thăng sao. Rồi này nội nó bự này, chở chắc bọn người à, ở ít nhất cũng phải 20 người mà. Trời ơi nó bự. Mấy cái lỗ như thế này. Lỗ này chắc đưa súng cả bắn quá. Đó. Này hư xét chừng tháo mấy, mình nghĩ cho mấy cái máy chắc người ta tháo hết rồi. Còn bộ máy trên người ta điều khiển, một cái điều khiển trên kìa. Đó. Công nhận nó bự, chà ba lửa luôn. Quá trời quá đất. Rồi cái cánh dài. Rồi, tới con này luôn. Rồi. Trực thăng này siêu to khổng lồ. Số là 346. Nó bự. Cành cà ná luôn. Tên trực thăng, chiếc trực thăng HU-1A của Mỹ, đại đội bộ binh 509 tỉnh Trà Vinh bắn rơi trong trận đánh trực thăng vận ở Tân An ngày 19/5/1964. Kết quả trận này ta tiêu diệt và bắt sống hơn 200 tên, thu được nhiều vũ khí, phương tiện chiến tranh, bắn rơi 3 chiếc trực thăng và 1 chiếc khu trục và bỏ dữ. Siêu to khổng lồ, bự chả bao nữa luôn, quay xa xa xíu. Đó. Rồi, giờ qua với cái khẩu súng này đi, khẩu pháo, 105 ly. Trời ơi, bự chả bao lửa luôn. Này không biết đúc đâu đoạn, ở đây anh quay bên phim kia. Rồi. Cứ ngắt. Đó. Rồi mà tới thu cũng thấy. Trời ơi. À, quay gần. Đó, lỗ đúc đạn vô. Cái này là gì ta? Mày quay này chắc quay để chỉnh hướng để bắn quá. Bánh xe cũng bự nữa. Ôi ôi, nặng. Cái nhà nào đóng lum hết trơn. Ghê thiệt. Đây quay xa xa chưa? Nhìn thấy hai thứ còn cái súng với cái trực thăng. Đó. Về chưa? Siêu to khổng lồ. Ê, giờ mình đi vòng vòng bên kia có cái nhà gì ta, quên tiêu rồi. Nhà sàn. Ừ đúng rồi, cái nhà sàn của bác.
Dòng này nó trồng cây quá trời luôn, mát ghê. Đây, giờ mình đi qua phía kia ha. Đây, giờ mình tới nhà sàn rồi mọi người. Đó. Hình như người ta rào lại hết vậy. Để mình đi vô thử được không? Rồi bên đây hướng này chói nắng nó tới thui. Đây, có cái bảng nhà sàn Bác Hồ. Nhà sàn Bác Hồ được xây dựng vào ngày 15 tháng 4 năm 1958 và khánh thành ngày 17 tháng 5 năm 58, nằm trong khuôn viên phủ chủ tịch tại thủ đô Hà Nội. Đi ở trước ha. Bây giờ đi lên trên tầng cho nó. Khu vực không được vào. Chỉ quay ở ngoài thôi. Nhà khác nhìn thấy khác còn mới luôn, sạch sẽ đó. Đang quay phía ngoài ha. Đó. Giờ có mấy cán bộ tới chắc mình tạm ngưng quay xíu quá. Đó. Khu vực không được vô. Thôi là quàng cắm sợ hiện vật. Đó. Đây, cái này là lúc trước Bác ngồi làm việc nha. Có hồ cá nhỏ mà không thấy con cá nữa. Đang quay ngon lành tiện mấy cán bộ lại quá trời à. Đây. Giờ nó quay lên trên ha, có đường đi lên. Rồi, cho cán bộ ở dưới này mà đi lên trên. À trên đây chỉ đi được cái vòng thôi à, đi ngang thôi chứ không có đi quay được phía trước. À. Này che nó mũ cho nó mát. Wow, gỗ này gỗ đặc luôn á. Chắc ghê. Nhìn còn sạch sẽ lắm mọi người. Đó. Đây là trong phòng của Bác làm việc cái gì nè. Không thấy để chữ gì hết. Mình chỉ đi phía ngoài thôi, người ta làm cái hành lang ngoài này cho đi thôi, không có được vô trong. Không được vô đây. Đây là cái phòng của Bác ngủ sao nè. Thấy mình thấy có giường ở trong nữa. Đó. Đó. Đây là như là phòng ngủ của Bác. Đó, cán bộ đi vô quá trời. Có mấy cán bộ có hướng dẫn viên rành quá. Đây mấy cái điện thoại của lúc xưa Bác dùng nè, điện thoại bàn. Chói quá. Đó, đây là cái điện thoại bàn. Kèm cái nón cối nè. Đây là những cán bộ. Gỗ giờ còn tốt không rồi, cứ ngắt luôn, sạch sẽ. Sẽ ra cái trên trần ở trên đó. Đây là cái ghế của Bác ngồi. Còn những cán bộ khác ngày ngồi ở đây. Đó.
Đây, mình quay một lần nữa phía trước nhà xà sàn của bác nha. Đó. Mấy căn bộ đi về bển hết rồi. Hãy cán bộ lại đông quá mình không nói chuyện được nhiều. Đó, đây là cái hồ, hồ sen nó nuôi cá nhưng mà hồ ít thế ít quá. Có mấy cái bông mà chưa có bông. Đây. Giờ mình dài ra phía ngoài. Hàng bông quá trời luôn. Cái cọng này to ghê, cái nào thấy ba bốn người ôm luôn á, trời ơi nó bự.